Thiếu nữ Suka là một cô gái rất xinh đẹp, mắt bình lạ mà thời gian qua Hoàng Linh chia sẻ lên được rất là nhiều quý bà con mình quan tâm. Công việc của Suka là hàng ngày đi cắt chỉ phụ cho một xưởng may nhỏ gần nhà, được 30 ngàn. Mẹ Suka thì làm bánh chuối để đi bán kiếm thêm thu nhập. Nhìn bề ngoài Suka như một đứa trẻ con, luôn cười nói vô tư và rất hài hước. Nhưng tận sâu trong tâm hồn, Suka đã trải qua một cuộc đời đầy đau khổ. Và hôm nay Suka phụ mẹ đi bán bánh chuối nhưng nó lạ lắm. Bán một cái bánh chuối tới 50 ngàn mà về không có đồng nào hết trơn. Xin mời quý bà con cùng theo dõi tiếp về câu chuyện của cô gái Suka. Hoàng Linh miền Tây, kết nối trái tim Việt. Bánh chuối hả? Thôi, Suka bán bánh chuối. Suka bữa nay đi đâu quẩy quẩy cái sách cái gỗ vậy trời? Bánh chuối hả? Trời ơi, bữa nay bán bánh chuối hả? Kìa coi mặt nó phán xét kìa. Mới thấy mình mà phán xét. Đi bán bánh chuối vậy. Bán gì vậy? Bữa nay bữa nay bán nhiêu cái mà sao còn nhiều quá vậy? Cả 50. Hả? Gì? Bánh chuối cái tới 50 ngàn rồi hả? Cái nhiêu? Cái nhiêu? Cái nhiêu? Mình nhớ cái này có 5 ngàn, nói tới 50 ngàn như vậy. Dạ. Bán ai ăn? 50. 50 trời ơi, nó chừa 5 cái. Ờ, chừa 5 cái lại luôn á hả? Dạ. Bánh cúng vậy. Rồi mẹ đâu không bán thì Suka bán. Mẹ chính hả? Nhà hả? Suka bán hả? Dạ. Chị bán mặc đồ vậy đó hả? Đồ đẹp, Suka mua phải không? Mặc đồ này chắc đi kiếm chồng phải không? Ở trên đầu cái gì vậy? Sao cái nơi đó? Quay sao coi, quay sao coi. Sao coi. Trời ơi. Giống không. Như Hồng Hà Nhi vậy trời. Không, mình đi bán mình sạch sẽ đẹp đẽ mình không mua. Đúng không? Bữa nay bán mấy cái Suka? Mà còn 5 cái. Còn có 5 cái à, sớm giờ bán nhiều mấy chục cái. Sáng giờ bán nhiều cái. Sáng giờ bán mấy? 30 cái. 30 cái. À. Còn được 5 cái ha. Cái 50 ngàn. Cái 50 ngàn. Có người mua 25 cái đó, không có ai mua nữa. Nó giỡn thôi, cái có 5 ngàn à. À, vậy là nãy giỡn hả? 50 ngàn giỡn ha. Rồi sáng giờ, hồi nãy giờ đi bán hay sớm giờ được nhiêu tiền rồi? 30 cái bán được 25 cái. 25 cái nhiêu tiền rồi? Nhiêu tiền? Chưa có tiền. Ở gì tiền đó? Bán từ thiện. Trời ơi, chắc đi ra ngoài thấy ai người cho chứ đâu. Cho người ta hả gì? Phải không? Bán như này mẹ đứt vốn quá. Cái đó là Suka gói đó phải không? Ừ. Rồi gói đẹp quá ha. Đó đẹp tròn vo nè. Rồi đi bán thì có ai đĩa không? Không. Mặc đồ gì như ăn đám cưới à? Ừ. Nè. Đi bán có gạo không Suka? Gạo làm sao? Gạo câu sao đâu? Nãy nghe gạo gì đẳng xa xa đằng đó. Gạo làm sao? Gì? Ai không tình xin mua giùm cho em. Bánh chuối đây, bánh chuối ngon lắm nè. Trời ơi. Gao vậy đó hả? Dạ. Bánh chuối ngon 5 ngàn, gao nhỏ nhỏ xíu vậy ai nghe mua? Gao 5 ngàn nhỏ nhỏ vậy ai lại hỏi mua nhiêu bán 50. Ờ, vậy phải rồi. Vậy là người bình thường là 5 ngàn phải không? Còn mấy anh đẹp trai là 50 phải không? Dạ. Chính xác luôn ha. Bởi vì gao nhỏ 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 cho người ta biết, không biết giá nhiều lại cái đầu nói 50. Dạ. Người bán người ta ca trong cổ lên. Ừ. Suka lúc dài nổi tiếng rồi, người ta nổi biết tiếng rồi. Rồi. Nổi ca tiếng. Cổ cắt vòng cổ lên giống Phường Hằng liền. Ca câu vòng cổ người ta mua hết chân bánh luôn. Bây giờ nó bán 25 cái kia là nó chưa lấy tiền cái nào hết trơn trời. Kỳ trời. Cho ai vậy Suka? Bán gì cho hay gì? Không biết cho ai luôn. Cho ai quên luôn hả? Cho ai vậy? Cho ai vậy? Cho mấy anh đẹp trai phải không? Trời ơi. Ngán hả? Bữa nay là ngán thiệt trời ơi, ghét. Ngán cái gì? Ngán, bánh chuối. Mới người cho hay không, cho hay bán thôi mà không trời mày không hả à? Anh mẹ lên à, đứng đó đi, đứng đó đi, cái 50 ngàn mày không hả? Nói chuyện với ai nó cũng mời không, cái này hèn chi. Ờ vậy là lại chắc mấy người kia tao ăn thử không như vậy phải không? Phải lấy tiền à? Phải rồi. Phải rồi, người ta ăn thử người ta nói không ngon khỏi trả tiền đúng không? Dạ. Thầy mấy anh là khỏi lấy tiền đứt vốn rồi phải không? Dạ, cái 50 mà không cần lấy tiền. À, thầy bây giờ bán cái không đồng. Không đồng vậy hả? Không đồng. Ha. À, bánh chuối không đồng. Thôi bây giờ gao lại đi. Kiên hả? Rồi lấy luôn. Được không? Rồi. Bán luôn hả? Trời ơi. Cái 2 ngàn phải không? Ừ.
Thằng 5 cái 2 ngàn mà cái bánh này nó ăn 2 ngàn luôn kìa. Hả chưa ca? Bán cái kiểu này chắc đứt vốn quá. Bây giờ để dịnh nó luôn đi, nó ăn sao đâu, anh không biết ăn chỉ coi. Ăn sao? Mời khui ra sao đâu. Rồi mở ra luôn. Hắn ăn, mở ăn hả? Ăn sao? À, cưng ăn trước, con ăn trước coi. Ăn sao, cái bánh nó ăn sao? Nè, ấy sao bây giờ không chín hả ta? Trời trời, đi bán rồi không chín trời. Kỳ vậy? Sao trời trời? Kỳ vậy? Bỏ hành ra sáng giờ ta ăn thử rồi đấy, chưa chín hành ta không cho tiền cái gì. Kỳ vậy? Hết rồi, không chín. Kỳ bởi vậy. Bán không rỡ ra coi. Bán không chín. Ừ, bởi vậy. Bán hàng lột lại quá. Lột lại á. Hồi sáng giờ. Đây đi hấp lại má ơi. Chưa, hồi sáng giờ là. Hồi sáng giờ chưa kiểm tra hả? Bán người ta có nói không chín không? Nói hồi chín. Người ta ăn ta chưa nói không chín hả? Vậy đó hả? Ừ. Sáng giờ bộ không chưa kiểm tra hả? Chưa kiểm tra rồi. Sao đâu ăn chỉ coi. Bây giờ ví dụ như ăn là ăn sao? Ăn sao? Ăn sao? Bắt đầu là mở ra. Mở ra rồi làm sao nữa? Mở ra sao nữa? Bây giờ chỉ cách ăn thôi. Chỉ cách ăn là mọi người cái đúng không? Ừ, rồi, là mọi người ăn luôn. Rồi xin ăn. Không ăn cho tiền nha. Ừ. Chín ăn sao? Chín nào? Sao? Gì đó à? Chín mà. Nè. Chín chưa? Chín rồi. Ai không lấy lại lại. Đâu mở cái này ra coi, mở cái này. Nó nồng lấy cái nữa. Ngon không? Ngon không? Rồi cái này ăn sao? Ha ơi. Vậy lên không thôi em dặn luôn bây giờ. Cái này ăn sao? Để đi một chút ăn. Rồi mở ra luôn. Mở ra luôn coi coi. 4-5 cái luôn hả? Rồi. Coi thử coi, coi thử coi sao ngon không? Ừ. Nhìn cũng hấp dẫn quá ha. Rồi cái chuối. Nhưng mà nó có lỗ lỗ hang hang không đều chân gì chỗ dày chỗ mỏng vậy? Suka gói hả? Em gói đó. Ừ, mở ra luôn nè. Suka gói. Rồi em gói vậy gọi teo rồi sao giờ? Trời ơi. Khoảng 21 em phải úp lên đàng hoàng chứ mấy nhỏ. Bởi vì cái bánh nhìn xấu như cá xấu gì người ta ăn ta không trả tiền phải vậy? Rồi. Đó. Rồi. Rồi vậy là cái này nãy sư ca thử là chính rồi phải không? Thử cái này coi. Ừ. Thử cái đó coi. Coi thử hết coi. Muốn bán ngày bán ngàn cái bánh luôn á. Ừ. Bán ngàn cái bánh luôn kìa. Rồi. Không. Rồi cái bánh đó là sao? Rồi cái thứ ba, rồi sao? Rồi cái thứ tư. Sao? Rồi cái thứ năm. Im không? Im không? Ngon không? Ngon không? Chết. Rồi ăn luôn đi chứ ăn bán rồi, ăn hết trơn rồi bán lại. Anh không ăn anh chơi đó hả? Thì tình đi ra nhà luôn. Thôi thôi thôi. Thôi dẫn rồi kìa. Dẫn chạy ở nhà kìa. Đéo gì đó ngoài sau lưng hả? Trời ơi. Chạy dữ rồi. Chết. Bán không ngon mấy gì tao không trả tiền phải vậy? Ủa gì kỳ trời. Ai chơi. Hả? Gì vậy? Gì vậy? Trời ơi, nhục cái gì vậy? Rồi đi đi vô coi sao mà kỳ vậy? Rồi đó, không ăn là giận luôn. Ý kêu người ta ăn giùm. 5 cái ăn hết luôn hả? Sao? Đi bán bên chú rồi ăn hết cho người bán ai? Ha. Đi tốt vậy. Xong phim rồi đó. Xong phim rồi đó ha. Coi như là bán hết là bữa nay là không có một cắt lời nào là xong phim phải không? Cái giờ bán không có đồng bạc không trời, có 2.000 bạc kìa. Ừ. Ăn từ thiện thôi không ăn đi giận rồi. Vậy là sáng giờ cho người ta ăn từ thiện không đó phải không? Rồi cái nồi hấp đó đâu đâu? Hồi sớm nghe rau đằng kia là thánh thoát rồi chút rau lại nha. Nhiều mẹ ơi chưa có chín đâu. Ồ, con đang hấp nữa. Mềm luôn hả? Hấp nữa nè. Đang hấp ngoài đó đó ha. Không lấy sữa. Lấy đi bán không đó sữa, ha. Không sữa, không sữa. Thôi sữa lại lại. Sữa gì? Mai mốt phải sữa ấp lại lần. Sữa gì? Úp cái bánh lại. Úp cái bánh chuối lại của chùm. Cái gì vậy? Cái gì mà đi khơi 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 đứng chỗ đi. Mai mốt nghỉ con. Úp lại là mai mốt con phải úp kia chứ không thôi. Rồi còn giống đi bán không? Mẹ rồi. Nãy còn giống đi bán không? Hết giống rồi, dạ. Bán có ai mua đâu. Toàn là từ thiện không đó. Còn giống đi bán bánh chuối không? Tôi hỏi không trả lời. Hả Xuân ca? Còn giống đi bán bánh chuối không? Hả mẹ cờ, cậu hơn nghỉ cho tiền thôi, cho tiền quần hả cho. Hết tiền đi giờ đồ kìa. Hết tiền đi giờ đồ kìa. Thiệt ha. Qua ngồi với mẹ đi. Nãy giờ có ai cho tiền đâu mà nói hết tiền vậy đó. Ngồi sát vô với mẹ đi. Trời ơi, hết tiền cái ăn rồi, đồ luôn. Nãy giờ có ai cho tiền đâu mà nó ngộ vậy. Ê, cái giấy cái này nè, phải lạnh số nữa. Đi đùng đà.
bỏ qua một bên đi. Cảm ơn anh nha. Cảm ơn mọi người đồng hành cùng con. Cảm ơn vậy. Rồi ghê. Cảm ơn gì điều gì? Đồng hành là cùng con sống sống này nè. Đồng hành là gì? Sao? Đồng hành kiểu gì? Đồng hành cái gì? Đã nuôi nó. Nói gì? Ủa, sao nó nói không hiểu ra. Không hiểu vậy. Đâu, giải thích từ từ lại coi. Đồng hành kiểu gì? Mấy anh nuôi em. Nuôi. Cũng giống như nuôi mấy anh vậy. Không hiểu luôn. Là sao? Không hiểu lắm. Cảm ơn. Rồi nãy nó cảm ơn một tuần hả? Mấy tháng rồi mới quen bông nhiêu nào ngày đó hả? Hả Suka? Chú hỏi là nãy nó nuôi nó là nuôi ai? Nuôi con với mày. Trời ơi. Là sao? Không hiểu cái gì chứ. Nó là Suka đó. Ừ. Phải không? Nó là Suka. Tưởng đồ ai nói rồi. Nãy giờ đó, chị nghĩ gì đó. Bọn chị đâu rồi, trở giờ rồi đó. Nữa. Tới giờ đuổi nữa. Tới giờ đuổi rồi đó. Ở trời là chứ hôm nay có một người chị ở nước ngoài lì xì cho Suka với mẹ nha. Sao mặt nhăn vậy? Sao nhăn vậy? Người trời. Nói coi, sao lì xì cho? À, dạ, chị cho mà sao mà nhăn kì hả? Cho Suka với mẹ 1 triệu. Lấy hả mẹ? Phải lấy hả? Cảm ơn đi, cảm ơn. Cảm ơn. À, chị có nói là nếu mà để cái sắp xếp thời gian thì chị có khả năng ở đó thì chị sẽ giúp cho Suka là đi thành phố đi khám bệnh. Dạ. Khám bệnh cho Suka bình phục trở lại. Dạ. Chị nước ngoài. Dạ. À, chị cũng không có cần thiết phải nói tên. Dạ. Chị nói vậy thôi. Dạ dạ. Dạ. Rồi Suka chịu đi thành phố khám bệnh không? Dạ chịu. Chịu không? Muốn bình phục trở lại không? Dạ muốn. Mà bây giờ tỉnh chưa? Dạ tỉnh. Tỉnh mà bán cái bánh chuối 50.000 mà tỉnh hả? Bán chuối mà cũng chín nữa chứ. Trời ơi. Bán toàn là cho từ thiện người ta không? Vậy đi, cứ vậy đi nuôi đại nhưng mà có tiền thì ăn mấy anh em mình ăn đại chứ cho rồi. Khỏi xa nhà hết, thấy có tiền nghèo đâu mà sủa. Là nó mất tiền ăn hàng ngày nữa mà sủa tại ở quê. Nói gì vậy? Nói là tại trong động không có tiền nhiều đâu mà sửa sang nhà cửa đâu. Không, bây giờ thí dụ như bà con ta thương ta sửa sang nhà cửa là mạnh quân ta sửa chứ mấy anh đâu có tiền đâu sửa. Mạnh quân thương cưng thì mạnh quân sửa. Hiểu không? Chịu không? Mà chịu sửa nhà không? Chịu, để không thôi nó lọt hết. Cái gì lọt? Nó mọc quá. Mà nó lọt nguyên con á. Ờ, tức là nó lọt cái hả? Thì nó lọt á, một liệu phải lọt nguyên con chứ sao. Tối ngày nó cứ sợ anh ta tốn tiền không à? Nó sợ anh em YouTube tốn tiền. Cho tiền nó cái nó hỏi còn tiền về đò không? Còn tiền đổ xăng không? Tôi hết tiền về đò cho. Cho mượn tiền coi, cho mượn tiền. Cho mượn tiền chút đổ xăng đi. Rồi. Cho mượn nhiêu? Cho mượn lại 500. Thôi. Thôi bây giờ cho luôn đi chứ mượn gì. Rồi hồi đổ xăng phải không? Rồi chia người tắm đi. Chia người tắm đổ xăng đi chứ. Rồi tôi lấy thiệt đó nha. Lấy à. Bây giờ là hết tiền đổ xăng rồi, lấy thiệt đó. Sao? Có chia nữa không? Có chia nữa không? Sao? Có chia cho ai nữa không? Không. Chia là hết tiền rồi. Sao chia có 1 tấm một vậy? 4 người mà chia có 1 người một vậy? Cảm ơn nha. Để anh mua đồ ăn nè. Rồi sao lấy luôn nha. Anh mua đồ ăn. Để anh luôn. Vậy là lấy luôn đó nha. Thiệt sao lấy lại? Thiệt mà giật. Tao bị dính rồi nè. Bị chanh thuốc hả? Rồi. Thiệt rồi sao giật lại kỳ vậy? Đâu có, nó bình thường đâu vậy không? Cảm ơn anh Hảo. Cảm ơn chị ở nước ngoài, chị không có nói tên. Cảm ơn chị. Tại chị thương là Mạnh Quân là thương là cho. Thương Suka. Cảm ơn chị luôn. Bây giờ con nói cảm ơn chị ở nước ngoài giấu tên đi. Cảm ơn chị ở nước ngoài giấu tên. Rồi chúc chị luôn đi. Chúc chị hạnh phúc nữa. Sao nữa? Sống lâu. Rồi gì nữa? Trăm tuổi. Rồi gì nữa? Khỏe mạnh. Gì nữa? Làm ăn phát tài. Đúng rồi. Hay nha. Rồi gì nữa? Có gì nữa? Có tiền. Có tiền. Có tiền. Có tiền để làm gì? Tiền để làm gì? Để ăn. Dạ. Bây giờ có tiền nó chỉ nghĩ tới ăn thôi. Nói có tiền nhiều đi rồi cái cho Suka đi khám bệnh. Chúc chị có tiền nhiều vậy đó. Ha. Chịu không?
Cho Suka mai mốt đi khám rồi đi uống thuốc hết bệnh nha. Nhỏ này phải trị hai thứ, tâm lý với vui vẻ rồi với thần kinh. Dạ. Hết hai thứ mới hết. Dạ. Nói chung ra là thấy là rất là thiệt tình nha. Dạ. Không có đòi hỏi gì trơn, còn sợ anh em YouTube không có tiền đi đò, thì không có đó. Tiền đổ xăng. Lo bao đồng hả? Cả thế giới luôn. Lo bao đồng. Đúng rồi đó. Lo bao đồng hết cả thế giới luôn. Không biết sao nữa. Suco chứ ai quên. Suco. Suca lo hay là ai lo? Suca. Hả? Thiệt tình, Suka thiệt tình. Bởi vì có nhiêu tiền đi ra ngoài là cho người ta hết trơn. Rồi bán bánh cũng cho người ta luôn. Mấy anh đem bánh về gì ăn không? Nữa. Bánh này đâu? Bánh là đánh trăm ngàn mà mấy cái hả? Ủa gì? Một triệu nè, mấy cái vậy là một triệu vậy à. Cái nhiêu? Trời ơi, mắc dữ trời. Mấy trăm ngàn. Bán bánh mắc dữ mấy cái 1 triệu. 10 cái là 1 triệu nè. Mấy 10 cái là 1 triệu đó. Cái trăm dữ lắm. Trời ơi. Mấy thứ bán bánh đặt gơ. Ôi. Ai Suka Suka. Mình được Mạnh Thường Quân tặng cho lì xì cho 1 triệu đó để dành làm gì? Làm gì? Mấy anh nghe kìa. Để dành mua đồ ăn ăn. Mua đồ ăn hả? Dạ. Để dành làm gì nữa không? Để dành mua thuốc. Thuốc. Rồi lại dành để mấy anh nữa. Ủa? Không? Vậy hả? Chứ không phải để dành cho từ thiện nữa hả? Không. No. Đó, ai dành, rồi để dành làm gì nữa? Làm để gì dành nữa? Sửa chữa nhà nữa hả? Trời Phật ơi. Trời ơi. Con chịu sửa chữa vậy? Thế tên để dành đó. Để dành sửa chữa nhà cửa thì để dành này kia. Nào không lẽ là không để dành? Để chắc 10 năm nữa quá. Cảm bánh mà quay bọn. Giờ bánh rồi, giờ bánh rồi. Lát nhớ đưa tiền cho mẹ giữ nha. Đưa cho mẹ giữ nha. Chứ cầm trong mình đi. Cầm trong mình là không biết đem cho ai nữa. Chút xíu đem đi từ thiện hết trơn luôn. Đưa cho mẹ giữ không á. Hai đứa con ngồi không gần mẹ cái đi. Ngồi ngồi đó con ơi. Đây nè, đây là cái mấy cái bánh chuối này là Suka gói này nghe cả nhà. Suka gói đó. Tội cái là chưa có chín. Rồi đem hấp lại không? Dạ. Không, nói chung là nó đã chín rồi. Nó đã chín rồi nhưng mà tại mình muốn cho nó mùi cái chín cho trái chuối nó mùi thêm nữa phải không? Ừ. Chứ nó đã chín rồi, nếp đầu chín hết trơn phải không? Mơ nó ăn được. Dạ. Hấp lại ha. Lại. Ừ. Vui không Suka? Dạ vui. Dạ. Mẹ em Thảo thương. Dạ. Dạ. Anh Linh thương, chị thương, rồi bác thương nữa. Bác là bạn của ai? Bác là bạn của ba cũng thương. Rồi bây giờ cũng gần 5-6 giờ chiều có đuổi nữa không? Có tiền nhiều hả? Không đuổi. À. Ê. Biết thầy nghe, biết. Rồi vậy là tôi biết cái tiền. Ờ, vậy là bữa trước là không có tiền cho nên đuổi. Vậy là sao không có đưa tiền? Không có đưa tiền trước nữa. À. Chừng nào quay đến 7 giờ tối mới đưa tiền. Rồi, mới mới mốt mình biết mình quay chừng nào chặt xong để mình hết đưa tiền. Không lâu đưa tiền xong nó đuổi mình đó. Rồi bây giờ đưa tiền xong rồi đuổi chưa? Không. Sao vậy sao không đuổi? Nói đuổi. Nãy mấy anh cũng ở đây chơi mà. Sao bữa nay kỳ ta? Không, bữa nay mình tính ngủ đây luôn á. Ừ. Thôi sao? Mấy anh em tính ngủ đây. Thôi vậy bữa nay ngủ đây đi. Dạ. Mất công chạy qua chạy lại, mất công quá, đường xa lắm. Ok không? Suy nghĩ lại, À, chút xíu đổi nè. Nữa, ta chuyển qua chuyện khác liền. Có cho ngủ lại không? Cho ngủ không? Bây giờ là vấn đề là cho ngủ lại không? Không. Đó. Đó nữa. Bộ thấy không? Đá với bà cho anh uống coi. Rồi. Bộ thấy không? Cho con hả? Ừ. Hắn mua nước đá thêm hả? Muốn chi? Cho dụ mấy bè. Hắn nước. Hắn nước hả? Ngày nào cũng lại đây hết trơn mà nó vẫn không cho ngủ ở đây. Ờ. Sao suy nghĩ lại có cho ngủ không? Không. Cho. Lý do làm sao mà không cho ngủ? Lý do làm sao không cho tụi anh ngủ ở đây? Đã ngủ hỏi đuổi gì? Bao nhiêu tiền hết tiền thôi em hả? Vậy. Có nhiêu tiền đưa Suka hết trơn. Ờ, còn đâu nữa? Trơn rồi. Bữa nay bữa tại sao đây? Tính sao hết trơn tiền rồi đó. Đã hết tiền luôn rồi. Giờ tiền đổ xăng cũng không có nè. Anh lấy lần thợ không? Cho không, cho lấy đó. Cho lấy nè, anh đợi hy sinh một tầng để mình không ngủ đây. À.
Cho tụi tôi lấy đó nha. Thôi bây giờ khỏi lấy tờ, ngủ đây được không? Đừng có đưa nha. Rồi nói gì gây với khán giả đó coi. Ở đây coi. Đây. Khán giả đang thương nè. Nói gì với khán giả nè. Chúc buổi chiều vui vẻ nha. Mà quá vui vẻ. Rồi sao nữa? Nhiều hạnh phúc anh em vô. Mình thấy không có niềm vui nhiều ha. Rồi. Trong đồng đó nha. Trong gì? Trong đồng. Trong đồng có đồng có niềm vui. Không à. Mà mấy anh lại vui không? Vui. Vậy sao đuổi hoài trời? Buổi sáng nó có đuổi mà chiều nó mới đuổi. Để năm 6 giờ chiều tới giờ nữa. Tới giờ là đuổi đó. Rồi, thôi bây giờ chào khán giả đi. Rồi chúc lại một lần nữa. Chúc cái gì? Chúc các bà chị ẩn danh á. Cho tiền Suka, lì xì cho Suka 1 triệu đó. Chúc chị một lần nữa đi. Chúc chị thân nhiều hạnh phúc. Trẻ đẹp. Trẻ đẹp. Chị còn trẻ mà. Phát tài. Làm ăn phát tài. Làm ăn nhiều nha chị. Thích nhiều tiền nữa, lì xì cho em nữa. Rồi, rồi ha. Dạ, rồi. Thôi mấy anh về nha. Dạ, không giữ không níu kéo gì à. Đâu. Mai mấy anh qua nữa. Dạ, này. Chưa nha. Em làm buổi. Đi cắt chỉ nữa hả? Dạ. Đi cắt chỉ nữa hả? Dạ. Rồi, mấy ba đi. Bye, bye.